đội hình tiêu biểu vòng 1/8 World Cup 2022. Bồ Đào Nha áp đảo. Transferscore vừa công bố đội hình tiêu biểu vòng 1/8 World Cup 2022 dựa trên điểm số của các cầu thủ. Theo đó, ở vị trí thủ môn, không ai xứng đáng hơn Dominic Livakovic góp mặt trong đội hình này. Thủ thành của Croatia đã có khá nhiều tình huống xử lý tốt, hóa giải những cơ hội của Nhật Bản. Bên cạnh đó, anh còn có 3 lần từ chối những cú sút phạt đền của Samurai Xanh. Ở dưới hàng thủ 4 người, Bồ Đào Nha đóng góp 2 gương mặt, đó là bộ đôi hậu vệ cánh Guerrero và Dalot. Chơi ở trung tâm hàng phòng ngự là tiền vệ Thiago Silva của Brazil và Rodri của Tây Ban Nha. Bộ đôi tiền vệ của Hà Lan là Dumfries và Blind cũng góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất tại vòng 1/8 với số điểm lần lượt là 8.6 và 9.0. Trong khi đó, Bruno Fernandes cũng đã có trận đấu tuyệt hay trước Thụy Sĩ và anh được chấm 8.1 điểm. Trong đội hình xuất sắc nhất vòng 1/8 World Cup 2022 còn có sự xuất hiện của tiền vệ Endo của đội tuyển Nhật Bản khi anh được chuyên trang SofaScore chấm 8.2 điểm. Trên hàng công, không bất ngờ với sự xuất hiện của Mbappe khi anh ghi 2 bàn và có một đường kiến tạo trong chiến thắng 3-1 của Pháp trước Ba Lan. Trận này, ngôi sao sinh năm 1998 được chấm 8.8 điểm. Chơi ngay bên cạnh Mbappe, không ai khác ngoài Gonçalo Ramos, người đã lập cú hat-trick trong chiến thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ. Đáng chú ý, người đã thế Ronaldo được SofaScore chấm điểm cao nhất tại vòng 1/8 với 9.8 điểm.